Chào mừng các em đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Chủ đề hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục là chủ đề 4, mẫu có hai đồ vật. Và bài hôm nay chúng ta học đó là bài 11, vẽ theo mẫu lọ hoa và quả. Tương tự như bài trước, ở những bài vẽ theo mẫu chúng ta cũng có 3 phần. Đầu tiên vẫn là phần quan sát nhận xét, tiếp theo là phần hướng dẫn cách vẽ, và cuối cùng là phần chúng ta thực hành. Mời các em cùng quan sát một số những cái hình ảnh mà cô sưu tầm và trả lời cho cô những câu hỏi sau. Em hãy nhận xét hình dáng, cấu tạo, màu sắc của từng vật mẫu. Thì ở đây chúng ta có hai vật mẫu, đó là lọ hoa, lọ không có hoa. Lọ này chủ yếu là để cắm hoa, nhưng mà ở lớp 7 chúng ta không có vẽ hoa mà chúng ta chỉ vẽ lọ thôi. Và quả thì chúng ta đều biết là lọ của chúng ta có dạng hình trụ, quả thì có dạng hình cầu. Cho nên là các bạn hãy quan sát từng hình và cho cô biết vật nào đặt trước, vật nào đặt sau. Và đồng thời chúng ta cũng cho cô nhận xét về ước lượng khung hình từng vật mẫu. Ước lượng khung hình từng vật mẫu ở đây có nghĩa là chúng ta có thể quy và quả vào trong hình gì cụ thể để chúng ta có thể dễ vẽ. Và tương tự như vậy, đối với lọ hoa cũng vậy, chúng ta cũng có thể là quy lọ hoa vào trong một cái hình đơn giản nhất bằng hình thức là chúng ta so sánh chiều ngang và chiều cao của lọ. Và tương tự với quả cũng vậy, chúng ta cũng so sánh chiều cao, chiều ngang để ra khung hình. Ví dụ như nếu như mà chiều cao của lọ dài hơn chiều ngang thì chúng ta sẽ quy lọ vào trong hình chữ nhật. Còn đối với quả thì chúng ta thấy là vì là quả chúng ta có dạng hình cầu, cho nên là thường thì sẽ là quy vào hình vuông, hình chữ nhật nằm ngang hoặc hình chữ nhật đứng, tùy theo quả, kích thước của quả. Đó là phần quan sát nhận xét. Chúng ta cùng bước sang phần cách vẽ. Nhắc lại một chút về các bước vẽ. Đầu tiên chúng ta sẽ ước lượng tỷ lệ chiều cao và chiều ngang của hai vật mẫu để chúng ta vẽ phát khung hình chung. Thì chúng ta lưu ý là với khổ giấy A4 thì chúng ta bố cục khung hình sao cho cân đối, không lệch lên trên, không lệch xuống dưới, không lệch sang trái hoặc là không lệch sang phải. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ phát khung hình riêng từng vật mẫu. Như cô đã giới thiệu hướng dẫn chúng ta hồi nãy, thì chúng ta ước lượng chiều cao và chiều ngang của từng vật mẫu để quy ra khung hình riêng của từng vật. Ví dụ quả ở đây cô cho là quy vào hình vuông, lọ quy vào hình chữ nhật đứng. Và sau đó đối với lọ thì nó có những bộ phận nào thì chúng ta nắm bắt, ví dụ là miệng, cổ, thân, đế và đáy, vân vân. Hoặc quả nếu như mà chúng ta có thể là thêm phần thân quả và phần cành lá. Thì chúng ta sẽ vẽ phát bằng những cái nét chính. Nét chính ở đây đó là những nét thẳng nối lại với nhau. Và khi chúng ta vẽ phát thì chúng ta sẽ dùng cái bút chì thể hiện nhẹ nhàng, chứ chúng ta không đồ đậm. Ở đây cô đồ đậm là để cho chúng ta dễ nhìn thấy. Nhưng mà cái cách vẽ thì chúng ta sẽ vẽ phát thôi. Vì khi chúng ta vẽ phát, vẽ nhẹ thì chúng ta bôi nó sẽ không để lại dấu. Dựa vào nét phát đó chúng ta sẽ vẽ chi tiết, hoàn chỉnh lại hình lọ và quả. Ví dụ ở đây cô chọn là quả cam. Thì các bước vẽ của tiết ngày hôm nay chủ yếu là chúng ta sẽ hoàn thành tới bước vẽ chi tiết. Nên là tiết sau chúng ta sẽ tiến hành vẽ màu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát ba hình bên dưới và cho cô nhận xét về sự khác nhau về vị trí của lọ và quả ở hình 1, hình 2 và hình 3.
mấy bạn sẽ tự nhận xét để nhìn thấy vật mẫu nào là đẹp nhất để chúng ta vẽ. Và vị trí của ba hình này so với đường tầm mắt cũng khác nhau, cái thì trên, cái thì ngang và cái thì dưới đường tầm mắt, thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn ra vật mẫu nằm dưới hay trên hay ngang đường tầm mắt sẽ đẹp hơn. Sau khi chúng ta vẽ xong phần hình thì ở đây cô đưa những cái hình tham khảo này là để cho những bạn nào chúng ta không có màu, chúng ta muốn vẽ đậm nhạt thì chúng ta lưu ý và quan sát thật kỹ về cách thể hiện đậm nhạt của lọ và quả sao cho nó hài hòa, thể hiện được độ chuyển từ đậm sang nhạt. Và lưu ý là có những cái phần chúng ta nên vẽ những cái đường cắt ngang qua để thể hiện nền trên và nền dưới. Và đây là hình ảnh của sưu tầm vẽ màu tranh tĩnh vật. Thì ở đây cũng có thể là lựa chọn màu sắc, bạn nào có màu thì chúng ta sự lựa chọn màu sắc. Và lưu ý khi chúng ta vẽ màu thì chúng ta cũng cân nhắc sử dụng màu chuyển từ nhạt sang đậm, chứ chúng ta không đi từ đậm sang nhạt vì rất là khó điều chỉnh cái độ đậm nhạt. Chúng ta đi một lớp nhẹ xong sau đó chừa ra một lớp nữa phủ lên, tiếp tục chừa ra phủ lên và tạo cái độ chuyển lên trên cái lọ, cũng như là tương tự đối với quả. Sau đó thì đối với lọ và quả thì chúng ta thấy là bên nào có ánh sáng thì nó sẽ có bóng đổ của quả và của lọ thì chúng ta thể hiện. Ở đây cô đưa lên một số những cái tranh mà không chỉ vẽ một quả, có thể vẽ hai quả hoặc là ba quả. Và cái cách chúng ta tô quả thì chúng ta biết quả là dạng hình cầu, cho nên các bạn nhớ quan sát thật kỹ cách thể hiện quả táo và quả cam khác nhau. Đối với quả cam thì với là chất liệu sần sùi của vỏ cam sành, cho nên là khi chúng ta vẽ chúng ta sẽ dùng cái bút màu chúng ta xoay xoắn lại để tạo nên cái độ sần sùi của quả. Và trước khi chúng ta tô thì chúng ta cũng lựa chọn màu sắc cho phù hợp. Ví dụ đối với quả cam thì nó có cái phần mọng chính, chúng ta sẽ sử dụng gam màu vàng nhạt phủ lên trước, sau đó sẽ là vàng nghệ, rồi tới xanh lá nhạt, rồi tới xanh lá đậm. Và cuối cùng chúng ta vẫn có thể là lựa chọn màu nâu để chúng ta tô thêm ở bên đậm, nhấn thêm để cho ra cái chất của quả cam. Tương tự như vậy đối với quả táo, chúng ta cũng lựa chọn những gam màu đầu tiên vẫn là màu vàng nhạt, vàng chanh phủ lên. Và chúng ta lưu ý là quả táo nó có độ láng bóng, cho nên là chúng ta nhớ chừa cái khoảng trắng mà mình thấy ở cái hình đầu tiên á, khoảng trắng trên quả táo á, mình tô chỗ đó nhẹ thôi. Sau đó tới màu vàng cam, vàng nghệ chúng ta cũng tô theo cấu trúc của quả, có nghĩa là cong theo cái nét mà các em quan sát thấy đó. Rồi sau đó tới màu đỏ, cũng với cách vẽ đó chúng ta nhấn thêm màu chồng lên, màu đỏ đậm, màu nâu, thường là sẽ nhấn ngay chỗ gần cái phần cuốn này, và hai bên cộng với lại cái phần dưới đáy của cái quả cho nó nổi bật lên. Rồi sau đó khi mà chúng ta nhấn nền thì chúng ta lưu ý chúng ta có thể sử dụng hai gam màu khác nhau. Ví dụ như chúng ta chọn gam màu lạnh, thế là một bên là màu tím, một bên là màu xanh. Chúng ta viền hai bên quả và lọ, viền thật đậm. Sau đó chúng ta chuyển tải từ đậm ra nhạt dần dần ra nền. Tương tự như vậy đối với nền dưới thì chúng ta quan sát, có thể chúng ta dùng màu đen để viền dưới đáy của lọ, viền thật đậm, sau đó chuyển tải nhẹ dần ra để tạo bóng đổ. Tương tự đối với quả cũng vậy, chúng ta cho một ít màu của quả, ví dụ như màu nâu, màu cam, màu đỏ, ảnh nhấn xuống nền, sau đó sử dụng màu đen
viền nhẹ, sau đó chuyển tải ra dần để tạo nên cái bóng đổ của quả. Tương tự như vậy đối với quả cam, chúng ta nhấn như vậy sẽ tạo được cái bóng đổ và thấy được vật đặt trên một cái nền. Tương tự như vậy đối với hình bên dưới, hai hình bên dưới cách thể hiện cũng như vậy. Thì đây chúng ta chỉ cần nhấn để làm cho vật mẫu nổi bật, không nhất thiết chúng ta phải tô hết nền. Vậy theo ý thích mà chúng ta lựa chọn màu, bên sáng thì màu nhạt hơn, bên tối thì màu đậm hơn, để thấy được bên sáng và bên tối. Tương tự nền cũng vậy, chúng ta chỉ nhấn thôi chứ chúng ta không cần thiết phải tô hết cái nền dưới, miễn làm sao mà thấy được cái bóng đổ của vật mẫu. Đó là cái cách nhấn nền chứ không phải là tô nền. Nên những bạn nào mà chúng ta thích nhấn nền thì chúng ta lưu ý cách thể hiện là như vậy. Ở phần thực hành thì yêu cầu các em chúng ta sẽ vẽ hình lọ hoa và quả. Thì mẫu cô đã đưa lên, và bạn nào ở nhà có mẫu thì chúng ta sẽ tự đặt mẫu để vẽ luôn. Còn nếu không thì chúng ta có thể mở lên để mà xem mẫu và vẽ lại cũng được. Ở phần hướng dẫn về nhà, yêu cầu các bạn thứ nhất là hoàn thành bài ghi, thứ hai là hoàn tất bài vẽ, hình để chuẩn bị cho tiết sau chúng ta sẽ vẽ màu. Bài này lọ hoa và quả, dụng cụ cần chuẩn bị thì chúng vẫn là tập ghi, sách giáo khoa và bài vẽ hình mà hôm nay chúng ta hoàn thành, rồi bút màu. Nếu chúng ta không có giấy A4 thì chúng ta có thể sử dụng tập của chúng ta để vẽ cũng được. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Thân ái chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.